Vấn đáp chọn lọc, sự khai ngộ đem đến hòa bình vĩnh cửu. Vấn: Vì sao chúng ta có chiến tranh, thiên tai và thảm họa? Sư phụ: À, chính chúng ta tạo nên tất cả mọi chuyện này. Tôi rất tiếc phải nói vậy, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy đến cho chính mình. Đó là bởi vì chúng ta cũng là một phần của Thượng Đế và chúng ta có lực lượng sáng tạo. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến điều gì trong tình thương, trong sự tốt lành và lẽ phải, thì chúng ta tạo nên một từ trường tốt lành hơn và thể nghiệm được môi trường tốt đẹp hơn. Như khi quý vị thương mến lẫn nhau hoặc rơi vào tình yêu, có phải là cảm giác rất sung sướng không? Dù rằng quý vị không thể chứng minh được tình yêu là gì và không thể động chạm vào nó, quý vị biết đó là tình yêu và chỉ cảm thấy rất vui sướng. Mọi người xung quanh chúng ta cũng được ảnh hưởng bầu không khí hạnh phúc này. Chúng ta có thể yêu mến tất cả mọi người khi chúng ta đang trong tình yêu. Chúng ta cũng có thể hôn tất cả mọi người do năng lực của tình yêu chúng ta. Ngược lại, khi ghét ai, chúng ta tạo nên hận thù. Khi ghen tức, khi có loại phẩm chất và thái độ thấp kém này, chúng ta tạo nên bầu không khí rất phủ định. Từ trường này sẽ trở lại ảnh hưởng chúng ta và những người xung quanh. Và khi có quá nhiều từ trường phủ định hoặc thù ghét được tạo nên, chúng sẽ hội tụ lại theo định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi chúng sẽ trở nên rộng lớn và mạnh mẽ hơn, thậm chí chúng có thể ảnh hưởng đến thời tiết và ảnh hưởng lòng người. Và đó là điều tạo nên thiên tai, đó là điều tạo nên chiến tranh. Quý vị có thấy đôi khi mình ở trong trạng thái tức giận và trả lời rất gay gắt đối với người khác, rồi người đó ngược lại cũng cảm thấy bực tức và nóng giận đối với quý vị. Rồi đôi khi cuối cùng, hai bên cãi cọ lẫn nhau do từ trường giận dữ và thù ghét nặng nề đầy áp lực này. Vì vậy, khi rất nhiều chuyện như vậy xảy ra trong bầu không khí, nó trở thành sự thật, nó đông đặc trở thành thiên tai hữu hình, như là thời tiết xấu hoặc chiến tranh hay bệnh dịch. Và từ trường phủ định này dĩ nhiên sẽ bị thu hút đến nơi nào đã có sẵn đầy đặc phẩm chất này. Tất cả những năng lực phủ định rải rác sẽ hội tụ lại nơi nào đã sẵn có một chùm lực lượng phủ định. Rồi những điều tai ương sẽ xảy ra ngay tại đó. Cho nên trong đời sống của mình, chúng ta nên cố gắng ban tặng tình thương càng lúc càng nhiều hơn, nên suy nghĩ trước khi hành động và ngừng lại trước khi nghĩ đến điều phủ định. Trong cách này, chúng ta cũng góp phần cho nền hòa bình thế giới. Nhưng như đã nói, sự vô minh là điều duy nhất gây nên tất cả những chuyện xấu xảy ra cho chúng ta. Sự vô minh và không nhận biết Thượng Đế, đó là tội duy nhất trên thế giới này hay bất cứ thế giới nào. Bởi vì nếu chúng ta khai ngộ, nếu chúng ta nhận biết Thượng Đế, chúng ta rất vui sướng và ngây ngất đến độ không thể làm điều gì sai lầm hoặc rất ít khi làm lỗi. Chúng ta khai ngộ và có trí huệ, biết sự phải trái. Cho nên, điều tốt nhất mà bất cứ người nào có thể cống hiến chúng ta là sự khai ngộ. Và đó là điều tốt nhất mà tôi có thể cống hiến cho quý vị hơn vàng ngọc, hơn hết tất cả những thứ gì gọi là hạng nhất trên thế gian này. Bởi vì ngay cả nếu tôi cho quý vị tiền hoặc nhà cửa, chúng cũng sẽ tiêu tan. Chúng cũng có thể bị tàn phá do chiến tranh, lửa cháy hay tai nạn. Nhưng nếu tôi cho sự khai ngộ, quý vị sẽ có thể làm tất cả những điều mình cần làm, kiếm được tất cả những gì mình cần kiếm, bảo vệ và chăm sóc cho chính mình mãi mãi. Ngay cả nếu quý vị mất nhà cửa hoặc tài sản, quý vị sẽ không bao giờ mất sự khai ngộ hoặc trí huệ của mình. Quý vị luôn luôn có thể bắt đầu trở lại. Quý vị luôn luôn có thể tìm được cách sinh sống tốt đẹp hơn và hơn nữa trên thế giới này. Cho nên, sự khai ngộ là món quà cao quý nhất mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Cách chấm dứt chiến tranh. Vâng. Ngài có nghĩ rằng sẽ luôn luôn có chiến tranh không? Sư phụ, nếu hành tinh của chúng ta tự nâng đẳng cấp lên đến
một trình độ cao hơn của sự hiểu biết tâm linh thì sẽ không còn chiến tranh. Chiến tranh chỉ hiện hữu trong một bầu không khí thù ghét, hiểu lầm và bực tức do sự xa cách giữa con người và Thượng Đế ở bên trong chính mình. Chiến tranh là sự khóc than từ sầu đau, từ mong mỏi muốn về nhà, là sự kêu khóc tuyệt vọng và bạo động nhất của đứa trẻ không biết cha mình ở đâu. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ cho nó người cha hay mẹ, nó sẽ ngừng khóc, ngừng dãy dụa. Trẻ nhỏ không biết đúng sai. Đứa trẻ đói khát, lạnh lẽo, sợ hãi và cô đơn, chỉ muốn xà vào lòng mẹ. Chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu hành tinh của chúng ta vẫn còn xa cách sự nhận biết Thượng Đế, chúng ta vẫn còn có chiến tranh. Và đó là lý do tôi đã đi đến nhiều quốc gia khác nhau, đôi khi thậm chí không được mời. Nếu Thượng Đế đã chỉ thị tôi đến đó, để cho đứa trẻ có thể nhận biết được cha mình và ngưng tiếng khóc tuyệt vọng, cô đơn. Ở những nền văn minh cao hơn tại những hành tinh khác, người ta thông minh hơn và phát triển hơn về tâm linh. Họ không bao giờ có chiến tranh vì họ khi nào cũng biết Thượng Đế trong tâm. Họ chỉ sống với Thượng Đế và sống cho Thượng Đế. Trên tinh cầu này, không bao nhiêu người chúng ta có thể trực tiếp thấy được Thượng Đế, không nói chuyện trực tiếp được với Thượng Đế về tất cả những nỗi khổ, bực bội, sợ hãi và lo lắng của mình. Nhưng dù bên ngoài có vẻ cứng rắn, chúng ta tất cả đều có những vấn đề, sự yếu đuối, sợ hãi, mong muốn và niềm tuyệt vọng của mình. Và khi không còn nơi nào để tìm về, chúng ta có khuynh hướng trở nên bạo động. Và đó là lý do vì sao chiến tranh xảy ra. Nhưng những kẻ bạo động cũng là nạn nhân của chiến tranh về một phương diện nào đó. Những nạn nhân thật sự của chiến tranh và kẻ gây chiến, cả hai đều là nạn nhân, chỉ là về mặt khác và mức độ khác. Kẻ gây chiến là nạn nhân đau khổ nhất vì họ thậm chí cũng không biết đâu là phải trái. Họ không thể chạy thoát khỏi chính họ để tìm sự che chở trong bất cứ quốc gia nào vì họ đã chìm sâu trong ảo tưởng khủng khiếp của lực lượng phủ định. Họ vùng vẫy vô cùng khó khăn. Cho nên cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh trên hành tinh này hoặc bất cứ nơi đâu là tìm về sự khai ngộ để nhận biết Thượng Đế, như là khi đứa bé được mẹ bồng lên, nó sẽ ngừng khóc. Giáo lý chọn lọc, chia sẻ tình thương Thượng Đế. Tình thương của Thượng Đế luôn giúp đỡ mọi người, nhưng chúng ta phải chia sẻ tình thương này và rồi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Càng chia sẻ, chúng ta càng nhận biết lực lượng tình thương bao la. Nếu cứ giữ cho riêng mình, dĩ nhiên quý vị sẽ không biết được gì nhiều. Cũng như có tiền trong ngân hàng mà không bao giờ tiêu dùng đến thì sẽ không bao giờ biết được sự thú vị khi xài tiền. Quý vị sẽ không bao giờ biết tiền có thể mang đến bao nhiêu và điều gì cho quý vị. Chẳng hạn như chiếc xe tốt và những bộ y phục xinh đẹp này khiến cho quý vị trông khác hẳn và cảm thấy sung sướng. Cũng giống như vậy, tình thương chúng ta cũng phải tiêu dùng. Càng phân phát ra nhiều, chúng ta càng nhận biết rằng tình thương thật vĩ đại, rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tình thương. Tinh túy của sự sống. Chúng ta thật sự là một. Không cần biết chúng ta giúp gì cho lẫn nhau, đó cũng như làm cho chính mình vì chúng ta thương yêu nhau. Đó là tinh túy của đời sống. Bản chất của cuộc sống là tình thương. Bản chất của Thượng Đế, của Phật, của Allah là tình thương. Không có gì khác ngoài tình thương. Khi chúng ta chọn tình thương, đó là sự chọn lựa cao quý nhất, cao thượng nhất, là chân ngã của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình rất gần gũi Thượng Đế, rất gần gũi Phật Tổ. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn trong đời sống. Tùy theo sự lựa chọn của chính mình, chúng ta sẽ trở thành chúng sinh tiêu biểu cho sự chọn lựa này. Con đường của hòa bình và tình thương. Chúng ta có thể sống đời mình qua rất nhiều cách. Chúng ta có thể thử sử dụng bạo động và vũ lực.
hoặc có thể thử dùng những phương pháp vô lý, nghĩ rằng mình có thể đạt được những gì mình muốn. Nhưng cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đi đến sự chọn lựa vĩ đại, đó là trở về với bản lai diện mục của mình, trở về với bản tánh Thượng Đế của mình. Con đường của các thánh nhân từ muôn thuở vẫn là con đường hòa bình và tình thương. Đó là chân ngã của chúng ta. Lực lượng suy nghĩ có thể biến cải thế gian. Sự suy nghĩ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cả tinh cầu. Mặc dù nhóm chúng ta có thể là nhỏ so với số người trên thế giới, nhưng tư tưởng của chúng ta không phải là nhỏ. Hợp nhau lại, chúng ta có thể thay đổi rất nhiều nếu sự suy nghĩ của chúng ta tập trung về một phía. Lực lượng của sự tập trung suy nghĩ này có thể đánh bại nhóm có năng lực tập trung suy nghĩ phủ định khác, và rồi chúng ta có thể biến cải thế giới này. Đó cũng là mục đích chúng ta tới đây để bế quan, bởi vì chúng ta có thể thay đổi tương lai. Không cần biết hiện tại tệ hại ra sao, chúng ta vẫn có thể thay đổi tương lai, vì chúng ta có tự do làm như vậy. Vòng đai huynh đệ trong vũ trụ này là một mạng lưới trí huệ vô cùng rộng lớn, tuyệt vời, và tất cả chúng ta là một phần trong đó. Nếu phần nào trong mạng lưới này bị rắc rối, thì cả mạng lưới sẽ bị trì trệ và trở nên hư hại. Cho nên chúng ta cần phải sửa chữa phần đó, rồi tất cả sẽ yên ổn. Lời sư phụ: cuộc hành trình tìm chân lý ở đời. Anh chị em thân mến, chúng ta muốn thiền định không phải là chuyện dễ. Mỗi ngày có nhiều vấn đề nên rất khó cho chúng ta tập trung vào Thượng Đế. Nội nghĩ tới danh hiệu Thượng Đế, thậm chí nhớ Thượng Đế hiện hữu cũng đã là khó lắm rồi. Khi cần Thượng Đế nhất, chúng ta lại có khuynh hướng quên Thượng Đế. Nhưng đây là mình đang tập luyện, bởi vậy mới phải làm hoài mỗi ngày cho đến khi nào vượt qua khỏi những khuyết điểm, qua khỏi những vấn đề và nhớ tới Thượng Đế từng giây từng phút trong mọi hoàn cảnh ở đời, cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt là nhìn thấy Ngài. Không phải trong vòng phút này sang phút khác là quý vị trở thành hợp nhất với Thượng Đế Ngài. Sau bao ngàn kiếp luân hồi, hàng triệu năm trở lại trần gian, muốn phục hồi thói quen nhớ lại này, nhớ mình là ai, quả thật là một việc rất khó làm. Chúng ta là Thượng Đế, là một thể với Thượng Đế. Nếu đồng thể với Ngài, tức là chúng ta là Ngài đó. Tối thiểu, nếu là con cái của Thượng Đế, chúng ta cũng phải có Thượng Đế tính. Đứa con nào cũng phải có một chút gì giống như cha của nó, có cùng yếu tố di truyền, cùng loại máu bên trong. Thành thử không thể nói rằng mình không phải là Thượng Đế. Nếu không phải là Thượng Đế hay không phải là con cái Thượng Đế, thì chúng ta từ đâu ra? Từ khủng long. Nếu vậy thì khủng long từ đâu ra? Phải truy về nguồn cội của chúng. Nhưng chúng ta quên mất điều này. Nhiều khi tôi cũng quên. Những lúc bị áp lực hoặc đau khổ, tôi quên để mà giúp quý vị, để tôi có thể đau khổ. Thành ra có lẽ quý vị cũng quên chính mình để giúp một người nào đó. Đó là quý vị hy sinh, quý vị ráng sức vì lợi ích một người nào. Như vậy cũng được, nhưng đừng ngã lòng, cứ tiếp tục. Sự kiện quý vị đã đi tìm Thượng Đế qua việc thọ tâm ấn. Sự kiện quý vị đã đến tận nơi đây, cho dù gặp khó khăn trên chuyến đi trong nước, trong công ăn việc làm, hoặc những vấn đề rắc rối trong gia đình, quý vị đã tới ngồi đây cả một tuần lễ trong thời gian kịch liệt này, mong tìm Thượng Đế, như vậy đã là quý báu lắm, lắm rồi. Ý định là quan trọng, không phải lúc nào cũng là kết quả. Thượng Đế biết, ông trời biết ý định của chúng ta, điều đó rất là quan trọng. Quý vị biết ý định của mình, đó mới là quan trọng. Ánh sáng và âm thanh chỉ là bằng chứng Thượng Đế có hiện hữu. Dù sao đi nữa, Ngài cũng hiện hữu, dù chúng ta thấy hay không trông thấy. Trong Thánh Kinh cũng nói rằng, được gia trì là những ai không thấy mà tin. Những người thấy Thượng Đế, thể nghiệm Thượng Đế, họ tin. Như vậy dễ,
Lòng khao khát của họ không còn mãnh liệt. Nhưng đối với những người không trông thấy, sự mong mỏi của họ là thay thế cho sức gia trì. Miễn chúng ta mong mỏi Thượng Đế là chúng ta vẫn còn được gia trì, còn câu thông với Ngài, cảm thấy mình còn có một cái gì đó cần phải làm, một cái gì đó để gắng sức, để đạt được. Như vậy không sao. Đừng có ngồi đó hy vọng thể nghiệm. Cái đó là thể nghiệm tệ hại nhất mà quý vị có được. Bởi vì sự đòi hỏi đó làm giảm đi tính cách tự nhiên, làm mất đi tinh thần vô tư. Do đó mà đôi khi nó ngăn cản thể nghiệm bên trong của quý vị. Có khi nào quý vị thấy mình ngồi trước màn ảnh truyền hình, nhưng toàn là nghĩ tới những vấn đề nào đâu, không thấy gì trước mắt. Hoặc những lúc quý vị đọc sách, đọc rồi đọc, biết tất cả những chữ đó nhưng không hiểu nó nói cái gì. Quý vị đọc qua đọc lại mà vẫn không thấy nó vào đầu, không biết quyển sách, những từ ngữ đó nói cái gì. Cho nên, Thượng Đế luôn luôn ở ngay đó, chỉ vì chúng ta nôn nóng quá, vất vả với nhiều vấn đề phiền não. Hãy kiên nhẫn. Quý vị cần phải như vậy ở đời này. Đó là sứ mệnh đã định và quý vị phải thanh toán vấn đề. Đó là cách được một chỗ trên thiên đàng, thanh toán những vấn đề đó. Nếu không làm kiếp này, kiếp sau tiền lời sẽ gấp đôi. Kinh dị lắm. Như vậy còn tệ hơn nữa. Điều đó đúng. Mỗi lần trở lại đây, chướng ngại sẽ gia tăng gấp bội. Bởi vậy con người mới sợ đầu thai, không phải vì chúng ta phải làm người nữa, mà vì chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề hơn kiếp trước, cho tới khi nào xong xuôi công việc mới thôi. Thật tình, nếu không có sự gia trì của Minh Sư, không có lực lượng của Minh Sư, chúng ta không thể nào làm nổi. Với nghiệp chướng trong quá khứ, nghiệp chướng hiện tại và nghiệp chướng sắp tới. Ồ! Sư phụ lắc đầu. Quý vị tưởng tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi có. Mọi vấn đề quý vị có là tôi có, nhiều khi còn nặng hơn hoặc kịch liệt hơn. Nhưng cũng phải sống. Cho nên tôi phải kéo mình đứng dậy tiếp tục. Quý vị tưởng làm minh sư dễ hả? Không đúng. Không biết các minh sư khác như thế nào, quý vị đi hỏi thử. Tôi không biết. Nhưng đối với tôi, nó không dễ. Nó không phải là một vấn đề vật chất mà là vấn đề bên trong. Không thể chỉ tài nói rằng, à, đó là vì con tôi hay vì công việc. Thậm chí tôi cũng không thể chỉ tài vấn đề của tôi là cái gì. Nó có đó, vậy thôi. Đôi khi nó làm tôi nghẹt thở. Chúng ta ai cũng phải phấn đấu, nhưng sẽ qua khỏi. Chúng ta sắp qua khỏi, và chúng ta sẽ đến nơi. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tứ Quốc tế Luân Đôn, Anh Quốc, vào ngày 24 tháng 8 năm 1997, nguyên văn tiếng Anh. Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 127.